thì cô cũng xin lỗi Hương Linh, nếu mà thật sự Hương Linh của chị cô thì cũng tha lỗi cho em, tha lỗi cho Lê Kim Huệ này. Không phải mà như không á, Lê Kim Huệ này lên vạch trần sự thật ra, mà hôm nay á chị mất rồi mà em không chứng kiến được cái xác của chị nằm để thắp cho chị một nén hương, đưa chị về nơi an nghỉ cuối cùng, em cũng rất là đau lòng. Mong là Hương Linh của chị cũng thanh thản ra đi và tha lỗi cho em đã vạch trần chị những cái sự thật gì đó, thì thôi đó là cũng sự bức xúc của em, mong chị cũng thanh thản ra đi. Mến chào tất cả quý cô chú anh chị em đến với kênh của tất cả các anh em ha. Thì trước màn hình của chú anh chị em mình đây là cô Lê Kim Huệ, là em ruột của cô Lê Thu Vân. Nói chung là cái người phụ nữ mà mấy ngày hôm nay đó đang rần rộ trên mạng thông tin là qua đời, nhưng mà không có làm đám tang cũng như là không có cho gia đình biết. Thì con chào cô ha. Thì sáng hôm nay đó là cô lên đây là lúc mấy giờ cô? Cô lên đây 3 giờ rưỡi, cô đi xe xe khuya, xe 11 giờ rưỡi. Xe 11 giờ khuya là cô đi từ dưới Thốt Nốt lên đây luôn. Rồi sáng giờ cô có được vô trong Thiền Am chưa hay là cô chưa còn ngoài đây cô? Cái thông tin này là sao mà cô biết, cô trên báo hay là anh chị em ở đây chia sẻ trên kênh này cô theo dõi cô biết thì cô? Thì cô nghe mấy người ở trên xã báo nói chị cô mất gì đó. Rồi cô nói cô lên thì dắt chiều, người ta nói hồi dắt trưa. Thì cô nói để cô đi lên, cô lên rồi cô giết cô với mình thắp nén hương, cuối cùng dù gì cũng là máu mủ ruột gà của mình, nghĩa tử là nghĩa tận, thấy không con, dù giận hờn cỡ nào. Nhưng mà bây giờ chị cô mất rồi thì cô cũng muốn lên đây để nhìn cô, chị cô một lần cuối cùng, thắp cho chị một nén hương, đưa chị tới nơi an nghỉ cuối cùng. Nhưng mà lên không kịp, người ta nói gì nè, là cô lên là không kịp, người ta đem đi thiêu rồi. Thì cô mới đi bắt xe đi hồi 11 giờ khuya, lên đây cũng 3 giờ rưỡi à. Cô cho con hỏi cái người mà nói với cô á là lên không kịp, người ta đi thiêu rồi là ai? Bên Thiền Am hay là bên không, ở bên ấp bên xã vậy á. Ở bên xã người ta báo với cô là vậy ha, lên không kịp ha. Và con thấy trên báo chí cũng viết là cô cũng nói rằng là rất là nhiều lần mình cũng đến đây thăm chị, tại vì biết chị của mình là bệnh nặng đó, mà người ta gọi là không cho vô, không cho thăm, đúng không? Có cũng như nói ra thì nó dài dòng lắm, có thể nói là hồi lúc mẹ cô mất á thì nghe tin chị cô cũng bệnh nữa, thành ra nói thôi chắc bà bệnh bà về không được, rồi mình cũng nói gì lên thăm nhưng mà nó không cho vô cửa. Thì mình nghĩ hồi lúc còn sống thì bà giận rồi tụi con của bà, nó mấy thằng con đó, thằng Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên rồi đó, thì nó không có cho vô, thì mình nghĩ chắc nó sao đó mình không biết, không cho vô thôi mình cũng không vô. Nhưng mà bây giờ á mẹ nó mất rồi, thì là chị của cô đó mất rồi, chẳng lẽ không cho vô cô, không cho cô vô thắp nén hương sao? Thành ra cô ở cô chờ coi một chút nữa cô vô, cô hỏi cho cô vô, hỏi cho cô thắp nén hương, mà không biết là ông Tùng Dân ấm cho hay là không. Mà cô có nghe rằng là hiện tại giờ hài cốt là gửi ở chùa hay là đem về đây, hay là thời gian tới là chưa, cô có cái ý định là đem về dưới hay là sao không cô? Chưa, thì bây giờ đây nè. Cái chuyện đó thì nghe cái cô ở ở đây thì cô nói cái ở ấp xã gì đó thì cô cũng không biết, thì cô nói là đi thiêu. Còn cái vấn đề mà bây giờ ở đây cô cũng nói với tất cả với là các bạn trên YouTube và khán giả trên cộng đồng mạng, thì bà Lê Thu Vân là chị ruột của Lê Kim Huệ, mà hôm nay là bà mất rồi, thì cái hài cốt đó coi như là mình hồi lúc còn sống đó, mình còn không gặp, mình còn không chăm sóc được chị mình, thì bây giờ cổ chỉ mất rồi, thì cái hài cốt đó mình có giữ hay là mình có đem về hay là ở đâu thì nó cũng vậy thôi. Nhưng ở đây là chị của cô còn con là Quyền Trang, Quyền Trân với thằng Nhất Tuệ nó còn ở nhà, thì nó sẽ để cái tro cốt đó nó thờ mẹ nó là đúng nghĩa hơn. Còn cô thì cô thờ mẹ cô rồi. Thì bữa hổm cô có xuống nhà cô thì con thấy cô có đang thờ mẹ cô. Nhưng mà ý là con nói hiện tại đó, trong cái tình thất bồng lai này sau này nó còn nhiều cái vụ án nữa, chẳng hạn như là vụ lừa đảo rồi vấn đề loạn luân này kia đó,
thì mình tính cái khoảng thời gian xa thôi. Nếu mà sau này những người này trong đó không có ai hết để thờ chị cô, thì cô có sẵn sàng đem về không, hay là như thế nào, gửi vô chùa hay là sao, cô có thể đưa cái đó thì mình tính sau đi, còn lâu, còn cái chuyện con cái nó còn, con cái của chị còn đây thì để chị thờ, chứ chị cũng cô không có đem về. Cái lần cuối cùng mà cô Lê Thu Vân này về dưới để mà cô gặp bằng da bằng thịt đó là cách đây khoảng bao nhiêu năm mà cô nhớ không? Có khoảng thời gian mà hình như là tranh chấp đất gì đất đai đúng không cô? Cô đã có, bà có về không? Năm 2018-19 gì đó là có. Là lúc đó bà còn khỏe mạnh lắm ạ. À. Bà có đợt đó thằng Hoàng Nguyên Nhất Nguyên gì đó trở về phải không cô? Nó trở về nó bỏ ngoài lộ à, rồi bà đi bộ vô. Dạ, bà đi bộ vô. Sao mà nó không vô kỹ ta? Hồi nhỏ nó nghe nói nó có về dưới nó chơi thuộc bi da. Nó chơi hồi năm 13-14 tuổi đó, nó về thuộc bi da. Bị vợ kế bên nhà mẹ đó là có cái quán nó bán cà phê nó thuộc bi da đó. Chắc là do sau này giống như là nó được nổi tiếng rồi phải không? Được nổi tiếng với lại lên chức thầy rồi nên không có tọt bi da thì nó kỳ quá. Nó bự rồi. Dạ đúng rồi, nó kỳ, chứ còn là nhỏ nhỏ là có thọt bi da. Cô cho con hỏi là con cũng đã từng nghe rất là nhiều những cái video mà cô từng chia sẻ cái câu chuyện mà liên quan đến chị của cô, cũng như là cái câu chuyện của ông Lê Tùng Vân đó. Thì trong cái quá trình mà cô Thu Vân cũng đi điều trị bệnh, rồi bệnh hiểm nghèo, người ta thông tin là rất là nặng, mà cho đến ngày hôm nay thì cô cũng đã qua đời rồi. Thì cái cảm xúc của cô mà khi mà nghe nhận cái tin này cho đến thời điểm này, và cái điều mà cô nghĩ về cái câu chuyện mà của ông Lê Tùng Vân cho đến cái giây phút này, cô cảm xúc của mình á, có một cái gì đó gọi là chạnh lòng nói, hay là nói đến ông Lê Tùng Vân này không? Là khi nghe mà nói báo là chị mình mất á, là cô phải sốc khoảng chừng 5-10 giây cô mới lấy lại bình tĩnh. Dạ. Phải nói là mình dù gì cũng là cuộc thịt phải không con? Ừ. Cô nghe cô sốc lắm chứ. Mình nghĩ bây giờ hồi lúc bà còn sống á, thì căn bệnh của bà nó vật vã, mình suy nghĩ bà nằm bà ốm, rồi bà vật vã mà mình không có tới để mình nhìn chị mình, hay là mình chăm sóc chị mình cũng đau lòng lắm. Mà khi chị mình mất rồi á, mình cũng không được nhìn mặt, mình không được nhìn cái thể xác của chị mình. Ừ. Bây giờ con nghĩ đi, con nuôi một con chó, con mèo mà nó chết đi, con mến tay mến chân, con còn khóc, con còn đau lòng mà. Huống chi chị mình, máu mủ ruột gà, con nghe cô đau lòng lắm. Phải nói là cô rất là sốc luôn á. Tối mà con ngủ không được luôn đó, cô thức chằn chọc, cô đi chuyến xe 11 giờ đó. Là con biết như thế nào rồi, mong lên đây, có thể là mình gặp chị mình. Người ta nói nhiều khi không chính xác, mình lên có thể mình gặp cái xác chị mình cũng được nữa. Hay là mình đưa chị mình đi tới nơi ăn nghỉ, mình đi thiêu chị mình, rồi mình cũng được một phần nào mà buồn khổ nữa. Dù gì hồi còn sống thì chị mình không có nhìn nhận mình, con của chị mình cũng không có nhìn nhận mình, không có nhìn ruột thịt, nhưng mà mình biết đó là chị mình, mẹ mình đẻ ra. Cái cảm nhận của mình cũng rất là đau lòng lắm. Mình mới lên đây để mình thắp nén hương, để mình đưa tiễn chị mình tới cái lần cuối cùng, rồi mình không còn gặp chị mình nữa, mình cũng đỡ đau xót trong lòng nữa. Nhưng mà lên đây thì nghe nói là chắc nó không có mở cửa cho mình vô đâu, để coi làm sao. Cô chờ, cô ở đây cô chờ tới chiều coi sự việc nó như thế nào. Cái này chắc cô phải nhờ bên chính quyền địa phương hỗ trợ chứ cô đâu có được. Có nhờ bên cái ông ấp này nè, mà ông ấp ông điện từ sáng giờ nó không mất máy. Yeah. Nó không mất máy thì cũng nhờ chính quyền địa phương ta hỗ trợ đó. Yeah. Lúc nãy con cũng có thấy là nó có mở cửa cho một số 2-3 người gì đó vô đó. Con mà con suy nghĩ đi, dù gì hồi lúc bà còn sống thì không nhìn nhận, nhưng mà khi mà bà chết rồi thì con nghĩ đi, nghĩa tử là nghĩa tận phải không con? Cũng là máu mủ ruột gà, mình cũng có cái cảm xúc, cũng phải là phải nói đau lòng chứ đâu phải là không đâu. Mình là cái lương tâm của một con người phải không con? Yeah. Mình đâu có kềm nén được cái cảm xúc của mình. Yeah. Cho con hỏi cô, con hồi đó là con cũng biết cô lâu rồi, cũng có xuống nhà cô rồi ha, mà con không biết chính xác là gia đình của cô gồm tất cả bao nhiêu anh chị em cô? Thì bà chị Thu Vân đó là bà thứ hai đó. Yeah. Cô thứ ba, thằng Dũng là thứ tư. Còn ai nữa không cô, hay là hết? Không, có ba chị em. Ba chị em, hai gái một trai.
Tính tới thời điểm này đó là cô có nhớ chính xác được cái tài sản mà cô Lê Thu Vân đó đem lên đây để cho ông Lê Tùng Vân, đó là chính xác bây giờ khoảng bao nhiêu không cô? Khoảng bao nhiêu đây nè, để cô nói cho nghe là chính tay cô đó nghe, là cái miếng đất mà ở trên Ô Môn đó, trên Bằng Tăng đó là cô đứng tên nghe, rồi cô bán là, nhưng mà tiền của mẹ cô, nhưng mà cô bán, cô lúc đó là cô bán, cô ký tên, rồi con cái cô cũng xúm là ký tên, là bán, là chính tay cô đi mua cho mẹ cô là 30 cây vàng. Vàng mà vàng thổi, vàng cục, vàng thẻ nghe, 30 cây luôn, là cái năm 2005 2003 gì đó là mua cho mẹ cô đó. 2003 phải rồi, 2003 thì tới năm 2005 thì mẹ cô đưa cho bà chị cô hay gì mất tiêu hết trơn, không còn chỉ nào trong mình hết trơn luôn, tới nỗi bệnh mà còn không có tiền trị bệnh đó mẹ cô á. Đúng rồi, con thấy cái đợt đó hình như là bà cụ vừa yếu yếu là trả về dưới đúng không? Trả về dưới là không có tiền luôn đó, là thằng Dũng nó phải là chăm sóc đó. Ở đây không gửi đồng nào luôn, ở đây không có không có. Mà cô là ở trên này đưa về hay là trên này đưa về? Không, mà có người đưa về hay là chỉ đưa ra xe? Không, đưa ra xe rồi mẹ cô tự về. Lúc đó là mẹ cô còn đi được. Nhưng mà bà chắc cũng có bệnh. Mà thời gian nghe, cô nói cho con nghe là lúc mà mẹ cô ở trên đây đó là mỗi một tháng thằng Dũng đó biết không? Nó gửi lên 2 triệu cho mẹ cô. Chuyển khoản hay là sao cô? Chuyển khoản là gửi cho mẹ cô đó, thằng là thằng Dũng á, thằng thứ tư dưới đó là nuôi mẹ cô đó. Mặc dù ở đây nhưng mà vẫn gửi tiền nuôi mẹ cô là một tháng 2 triệu. Không, ý con nói là giống như ở trong đây á, dù gì đó là cũng kêu mẹ của cô bằng bà ngoại đúng không? Tụi Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên thì kêu bằng bà ngoại, mà sao không có cử được một cái đứa cháu nào mà để lấy xe riêng ở đây nè, ở đây xe thiếu gì mình có thể chở trực tiếp bà ngoại mình về dưới nhà, xong rồi mình lo lắng xong mình quay lên, còn này tự nhiên đưa ra không xe con, là tự nói luôn. Đúng ra là ở đây là không có cái lương tâm của một con người, không có cái lương tâm là của một con người luôn, cô nói thẳng luôn. Cô biết ông Lê Tùng Vân hồi năm ổng 48 tuổi cho đến bây giờ, là cái tiểu sử của gia đình ổng đó, là từ ổng cho tới là cha mẹ ổng là cô đều biết hết, cô biết rất là rành luôn, rất là rõ luôn. Thì con suy nghĩ đi, những anh chị em trên cộng đồng mạng này, nếu con Lê Kim Huệ này mà nói sai một lời nào, không phải là con người. Lương tâm của một con người là không bao giờ mà nói sai, không bao giờ mà nói sai được một lời nào được hết. Nhưng mà ngày giờ này, ngày xưa là cô nghĩ là chị cô đi tu nghe, chị cô đi tu thì kệ, đi tu đi mình được phúc. Đi đâu cô cũng khoe chị mình đi tu, mình rất là hãnh diện con. Mình trong gia đình cô mà con mà có một người nào mà nói phát tâm đi tu đi, cũng rất là hãnh diện, đi đâu cũng khoe khoang với bạn bè, với dòng với họ. Nhưng một thời gian sau á, mới đổ bể ra là chị cô là đẻ, có lúc có lắc ở trên đây. Cái thông tin mà đẻ đó là cô có trực tiếp đi đến bệnh không, viện hay là cô không cô... có trực tiếp. Lúc đó là cô có chồng có con, mình cũng phải lo cơm áo gạo tiền con cái mình, cô đâu có tiếp xúc được. Làm nhưng mẹ cô có đi nuôi, mẹ cô chứng kiến chị cô mang bầu. Rồi đi sanh luôn. Đi sanh mang bầu, mẹ cô chứng kiến hết. Mẹ cô về kể thì cái lương tâm của cô mới nói như vậy. Mình cũng đã có chồng, mình cũng đã có con, thì thôi mình kể chị mình á, có chồng có con đi, phải không? Còn nói về vấn đề mà ổng á, vợ ổng nhiều vợ thay kệ, cái đó là cái nghiệp cái quả của chị mình. Nhưng mà cái lúc đó là có biết là mẹ cô có nói với cô là con đó là của ông Vân không? Có chứ, có nói rõ ràng cả luôn. Có. Ở với ông Vân mang bầu con. Mang bầu đẻ ra thằng nào mẹ cô đều nói hết. Tại vì lúc đó là ở trên Thánh Đức Bình Chánh Lập Văn 2 đúng không? À, đâu mẹ có cô đi nói đâu, có một mình ổng chồng. Nhưng mà cô không quan tâm cái chuyện đó. Cô nghĩ là kệ, bà có chồng đi, bà đẻ như bà đẻ kệ bà. Nhưng mà cô lên á là cô quậy banh chành từ hôm cái lúc mà mẹ cô mất, mà bà không về để tang. Dạ, không cho mẹ cô về để tang. Cô mới là nói, cô mới vạch trần cái sự thật ra hết. Cái thứ nhất là vạch tội ổng ra, cái thứ hai là muốn giúp cho tất cả mọi người trên thế giới này, trên cái cộng đồng mạng này, đừng tin ông Lê Tùng Vân, ổng là người tu hành, không ăn chay một ngày nào hết. Không ăn chay một ngày nào hết, cô nói thật với tụi con luôn. Nhưng mà cái đợt mà cô lên nói là có con ở đây, cái đợt mà nó lấy cát nó thải vô mặt cô đó, đợt đó có con đó. Ở đây. Đó là lên á, tại vì như vậy, đầu tiên
là cô nói đâu đó cho rõ ràng. Đầu tiên nếu thật sự cô chị của cô của cô bệnh thì cô vô cô thăm, và nếu thật sự chị cô bệnh không về về để tang mẹ cô được là cô sẽ thông cảm cho chị cô. Chị bệnh không về để tang mẹ được, thông cảm. Nhưng mà đằng này nó không mở cửa mà nó đứng ở trong nó chửi ra, thành ra cô tức, cô mới la làng lên. Cô nói tại sao mẹ chết mà không về để tang. Bây giờ nếu thật sự chị bệnh thì chị nói đi, chị bệnh chị về không được thì em thông cảm. Chị bệnh đằng này á mà không nói mà còn ra chửi, thành ra từ chỗ đó tức quá về mới là lên clip, mới là bắt đầu là quậy banh chành lên á, nói ra móc, nói ra sự thật hết. Mà những gì cô nói trên kênh đều là sự thật, sự thật 100%, không nói thêm mà không nói bớt một lời nào. Lương tâm của một con người, nếu con á, con nói thêm nó bớt một cái ông già như ông Lê Tùng Vân, tội ngập đầu, nghiệp quật con không kịp. Đúng không con? Mình là người sống trên thế gian này phải có cái lương tâm và đạo đức của một con người, có thì nói. Nhưng mà cô nói hồi mấy năm về trước á, cô vạch tội ổng là cô nói là sự thật. Cái thứ nhất là cái sự tức giận của mình, chị mình chết mà không cho về để tang là cái thứ nhất. Cái thứ hai là muốn giúp cho tất cả mọi người trên cộng đồng mạng này, nhất là người phụ nữ, nhất là phụ nữ nha con. Đừng tin mà sa chân vào cái cạm bẫy như chị của cô, cái chiếc xe đổ của chị cô đó, gàng gàng đó. Cô có khi nào mà cô ngồi có suy nghĩ tại sao mà họ không có làm đám tang một ngày nào mà cũng không có thông báo cho cô? Cô có nghi ngờ về cái sự ra đi của chị cô không? Bây giờ nếu như nói, nếu mình nói mà không có cái bằng chứng, không có xác thực thì mình nói không đúng. Thì thôi bây giờ cơ quan chức năng người ta nói là chị mình mất và thiêu vậy thì mình nghĩ như vậy đi. Chứ nếu mà con có những cái ý nghĩ khác nữa thì người ta nói mình vu khống hoặc là đặt điều, cái đó là cô không chịu, cô không thích. Mình nói cái gì chính mắt mình thấy, tai mình nghe. Tai mình nghe cũng chưa là chính xác, mà mắt mình thấy, tai mình nghe mới là sự thật. Cô nói là phải có bằng chứng, có chứng, có cớ cô mới nói được. Tại vì bữa hổm cô nhớ ở trong chổng nó có một cái loại thuốc gì màu đen đen á, giống như thuốc tể vậy đó. Nó có cho thằng bé Như Tâm uống một lần đó. Con sợ giống như là thay vì bỏ bệnh á thì mình phải đưa xuống bệnh viện, người ta có chuyên môn, người ta chữa điều trị nó đúng theo cái y học. Cái thuốc đó là cũng có đưa cho mẹ cô về nhà uống thôi đó. Lúc mà từ đây trả mẹ cô về dưới quê là có gửi theo cái thuốc đó. Nhưng mà cô không có cho uống, cô dục hết trơn. Cô có đem đi thử giám định để cho nó có gì chống không cô? Không. Mà cô tả lại cho nó làm sao, nó cứng hay là nó mềm mềm giống như thuốc tể vậy đó. Mảnh đen đen hả? Là ông Tùng Quân ổng bào chế hay là ổng mua ở đâu đem về hay là sao? Ở đâu á, ổng không có bào chế, ở đâu ổng đem về. Nhưng mà gửi theo để cho uống. Thì con là con sợ là cái trường hợp của chị cô á là cũng cho uống cái thuốc đó đó, chứ không có chịu đem đi tới bệnh viện đâu. Cho uống đó, mình sợ vậy đó, có tác dụng phụ á. Tại vì nhiều khi có những bệnh mình uống nó thuốc đó nó hết, nhưng mà có những bệnh mình uống vô á nó phản tác dụng, nó tác dụng phụ á, nó nguy hiểm đó. Bởi vậy hôm nay là cô, bữa nay là chị của cô mất, cô lại lên trên cộng đồng mạng này cô chia sẻ một lần nữa để cho anh chị em cộng đồng mạng hiểu. Không phải mà hồi lúc mà cô lên cô vạch trần sự thật, cô có nói nặng lời với chị cô, thì ngày hôm nay chị cô cũng mất rồi. Thì cô cũng xin lỗi Hương Linh, nếu mà thật sự Hương Linh của chị cô thì cũng tha lỗi cho em, tha lỗi cho Lê Kim Huệ này. Không phải mà như không, Lê Kim Huệ này lên vạch trần sự thật ra, mà hôm nay á chị mất rồi mà em không chứng kiến được cái xác của chị nằm để thắp cho chị một nén hương, đưa chị về nơi an nghỉ cuối cùng, em cũng rất là đau lòng. Mong là hương linh của chị cũng thanh thản ra đi và tha lỗi cho em đã vạch trần chị những cái sự thật gì đó. Thì thôi, đó là cũng sự bức xúc của em, mong chị cũng thanh thản ra đi. Coi như bây giờ cái nghiệp của chị ấy, cũng đã trả rồi hết rồi đó. Chị mất, chị chết đi là chị nhẹ tội, chị nhẹ cái gánh nặng rồi. Nếu chị bệnh thì chị còn nằm trên thế gian này thì căn bệnh cũng hoành hành thể xác. Rồi thêm cái nữa
cơ quan chức năng á, người ta làm theo đúng luật thì chị phải ở trong tù mấy năm nữa, càng khổ nữa, cũng chết trong tù thôi. Mà cái buồn nhất á là con thấy đến ngày mà cổ mất mà con cái nó không có nhận cổ là cha là mẹ luôn, thì cũng không có báo hiếu bả được ngày nào hết, giống như là bả đi làm ô xin, kiểu như làm mồi làm ô xin cho gia đình ông Lê Tùng Vân thôi. Không, còn... con nói ra mẹ cô, chính là mẹ cô nói ở ngoài á, thì nó kêu bả bằng cô vậy đó, cô Thủy vậy đó, chứ khi mà tôi nói ở nhà rồi nó kêu bằng mẹ không à. Dạ. Kêu bằng mẹ á, kêu bằng mẹ không à, mẹ chính mẹ cô nói nó kêu mẹ đó không à. Mà khi mà mẹ nó bệnh á là con Quyền Trang Quyền Trân rồi đó, nó cũng lo dữ lắm. Nó cũng lo cho bà mẹ nó dữ lắm. Thành ra mẹ cô nói vậy nè, mày yên tâm đi, nó bệnh vậy đó chứ mấy đứa con nó lo cho nó dữ lắm. Bình thường thì vậy đó, có người ta á thì nó không có nhận. Nhưng mà kỳ duyên rồi nó cũng đâu có về đâu, hôm nay nó trốn mất tiêu luôn rồi, nó đâu có về đâu. Rồi ba cái người kia thì ở trong trại giam rồi thì mình không nói tới, thì trong trại giam làm sao lo được. Nhưng giờ kỳ duyên với lại Quyền Trang thì ở nhà thôi. Còn Quyền Trang thì con và Cúc thì mình không nói. Nhưng mà tại sao lại giống như là không có chịu đưa cô Lê Thu Vân đến bệnh viện để điều trị mà lại để ở nhà, mình không hiểu. Thì thường thường dù gia đình mình có người bệnh cỡ nào á, mình cũng đưa đến bệnh viện chừng nằm hết tiền thì thôi. Nói chung là còn nước còn tát. Đúng rồi. Mà này tại sao lại đem cô á, hồi mẹ cô còn sống á, lúc mẹ cô còn ở đây với bà nè, mẹ cô nói không biết bà bệnh gì đó mà một tháng vô máu lần, vô máu lần đó, nó bà bị cái gì nó không biết, nó ra máu á. Thành ra một tháng vô lần. Mấy đứa nó cũng lo dữ lắm. Thành ra mình, bà nói mày yên tâm đi, bình thường thì nó vậy đó, chứ nó có bệnh hoạn đi bệnh viện đồ con nó lo cho nó lắm. Tính mà... ra thì bây giờ từ cái thời điểm mà cô Lê Thu Vân lên theo ông Lê Thu Vân tới giờ này đó là bao nhiêu năm rồi con? Thì năm 78 đó, 78, 79 đó. 78, 79 là đi tới giờ này luôn. Không về, không có về dòng họ bà con gì hết. Không. Có hồi lúc mà bà ngoại cô mất á, thì ông Lê Thu Vân này nè với chị cô có về. Về mà lúc mà Hạ Nguyệt đó, hai người có đứng ở trên đó. Đúng rồi, không, mặc áo nâu, áo dài nâu. Mấy tấm hình mà ông Lê Tùng Vân với bà chị đó là có. Nhưng mà nói chung á là hồi ngày xưa đó, ông Lê Tùng Vân lên xuống nhà cô hoài, nhà mẹ cô á. Về hoài ha. Rồi lúc sau này á, cái lúc sau này mà lúc mà bà Thu Vân bắt đầu đẻ con đó là không có dám về nữa. Với lại lúc đó chắc cũng hết tiền rồi, hết đất rồi. Lúc đầu còn đất thì dán về đặng dụ dỗ lôi kéo để mà bán đất rồi được 30 cây vàng. Nè con tính đi, cái năm 2003 là bán mua cho mẹ cô 30 cây vàng đó, chính tay cô mua đó. 2003 thì tới... vàng có mấy trăm ngàn tỷ à. Mà 30 cây đó mà tới năm 2005 á là nó mất tiêu hết trơn. Mẹ cô nó mua đem gửi ngân hàng. Nhưng mà cô biết mẹ cô không bao giờ gửi ngân hàng. Thì bữa nay cô làm rõ luôn đó. Bữa nay số tiền nó giờ còn có ngân hàng không? Hiện giờ thì cuối cùng là bà nói là gửi cho bà Vân nè, gửi cho bà Vân mua đất mua cát gì đó, đòi lên đây cất nhà, mua đất rồi mới kêu là về bán cái miếng đất ở Cần Thơ đó, lấy cái tiền đó đi lên đây xây nhà cho mẹ cô ở. Rồi cô với thằng Dũng mới không cho. Mới kêu Nguyễn Xin xuống đó, nhà thờ mà sao bán được. Không cho. Cô có biết tại sao mà những đứa cháu của cô á, như là Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên đâu đó, hay là Kỳ Duyên đâu đó ha, nó không nhận cô không? Như cô nói là thì do vậy? Sự khống chế của ông Lê Tùng Vân. Coi như tất cả mọi người sống trong đó đều qua sự khống chế của ông Lê Tùng Vân hết. Ông khống chế hết. Thì bây giờ con thấy là trên cơ quan chức năng người ta cũng khởi tố cái tội của ông là cái tội loạn luân đó. Thì được biết là Kỳ Duyên cũng là cháu của cô. Là con, nếu mà theo đúng là con gái của ông Lê Tùng Vân đó, thì hiện tại thì trốn rồi, không có biết, không có ở đây. Thì cô nghĩ thế nào về cái tội danh này? Cái nào cô biết thì cô nói. Dạ. Con hỏi cái nào cô biết thì cô trả lời. Dạ. Cái sự loạn luân của ổng thì cô không biết. Dạ. Cái đó là cô không biết. Cô chỉ biết cái vấn đề là ổng ở với bà chị cô đẻ ra mấy thằng đó, mấy thằng con đó thôi. Ý của con là con cô khi mà cô nghe như vậy đó, thì cô có nghĩ đó là sự thật không? Cô nghĩ là sự thật là có. Em cô biết cái bản chất của ông Lê Tùng Vân là có. Nhưng mà cô chưa, chứ cô không chứng kiến, thành ra cô không xác định. Cô không dám nói. Nhưng mà về cái nói mà hỏi như con mới nói đó, là cô dám chắc là có.
Có, tại vì cô biết cái bản chất con người của ông Lê Tùng Vân. Mà nếu mà mình nghe như vậy thì cô thấy là như dù sao thì cũng là cháu ruột của mình đó. Thì cô có cái cảm xúc, có cái cảm nghĩ gì về cái câu chuyện đó? Chứ con nghĩ là, con hỏi cô là vậy. Bây giờ thì cô là chỉ nghĩ vậy thôi, nhưng mà tụi nó đâu có nhìn mình đâu, mà mình phải có cái cảm xúc. Chừng nào mà nó coi mình là dì ruột, mình là ruột thịt á, mình mới có cái cảm xúc mà cô, có cái cảm giác, có cái cảm xúc. Cô có biết lý do làm sao mà nó không nhìn cô không? Con có nghĩ rằng là cái đợt mà cô kể, cô đi lên kịp tìm ông Lê Tùng Vân cầm theo con dao. Đúng rồi, cô quậy rồi năm 2001. Tại vì cô quậy ba người ta mà. Hồi lúc đó tụi nó còn nhỏ nhỏ hả? Hồi lúc thằng Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên còn nhỏ xíu hả? Hồi đó lúc mà ở 39 xe Lý Duy Hoàng á, là cô cũng đã lên trên nhà đó rồi. Có khi nào mà ổng giống như là dê cô không? Không, không dám. Chị cô có khi nào mà dụ dỗ cô đi theo luôn không? Không luôn. Thì không. Cái cô ổng mặn dữ ha. Không. Đây nè, bữa nay nè, trên cộng đồng mạng này cô nói một câu nè, cho bà Lan hai lúa nghe. Hen, bà Lan hai lúa. Hen, bữa nay con Lê Kim Huệ nè nói cho bà nghe nè, trên cái like này nếu bà mở bà nghe. Bà dám nói là ông Lê Tùng Vân tự cung. Tự cung mà năm 16 tuổi. Chẳng lẽ mà trên cộng đồng mạng này là tôi nói một câu nói mà nó mất văn hóa. Có nghĩa tôi nói một câu nói này, ông Lê Tùng Vân của bà đó, ông Lê Tùng Vân thầy ông nội của bà đó, bà hai lúa, tắm không bao giờ đóng cửa. Ngộ ha. Tắm không bao giờ đóng cửa. Mà tôi quen ngộ. Mà bà sẽ gặp cái gì? Bà sẽ gặp cái gì? Bà Lan hai lúa, bà có chứng kiến là ông Lê Tùng Vân tắm không đóng cửa chưa? Đó, tôi nói một câu như vậy thôi là bà biết, tôi biết tới cái gì rồi. Mà bây giờ bà Cúc thì cũng ở trong trại giam, cô Vân thì cũng mất rồi, bây giờ chắc là cô Lan là ngon kiếp rồi. Cô Lan là vô chổng thành thầy bà nội luôn rồi. Hưởng hết rồi. Từ đầu là cô Lan nói là cô Lan nắm rất sát thầy bà nội rồi. Không biết nó sát cái gì thôi. Nhưng mà cô Lan nói là thầy nội không còn. Nói này như mà cởi cái quần ra giống như phụ nữ vậy đó. Mà để mình hỏi coi mà bà Lan hay lúa, bà có thấy ông Lê Tùng Vân tắm không có đóng cửa chưa? Là bà thấy hết trơn à. Không, bà thấy tất bả giờ này bà đâu còn ở Củ Chi, bà dọn đồ. Còn mà nếu mà đâu. Nói ổng cởi quần cho coi thì ổng cởi đâu có hết đâu. Thì ổng cởi lớp trên thì thấy cái như đàn bà vậy đó. Chứ chuyện nào mà bà chứng kiến cái cảnh mà ổng tắm không có đóng cửa á. Chứ tôi thì tôi biết đó. Anh mấy anh có hỏi gì hỏi tiếp cho cô nha. Dạ. Tại vì anh rất biệt có hỏi gì nữa không? Thôi. Dạ. Thì nói chung là cũng cảm ơn cô rất là nhiều ha. Đã dành ít thời gian để mà cho anh em tụi con có cái bài chia sẻ phỏng vấn ngày hôm nay. Thì thứ nhất là một cái bài học cảnh tỉnh cho những cái trường hợp khác. Chẳng hạn như là Diễm My này kia đó ha. Những cái cô gái khác, những gia đình khác nên nhìn nhận một cách đúng đắn để tránh cái gì cũng là tiền mất tật mang đúng không? Đó, gia đình ly tán đau khổ. À, thì con cũng không có gì hơn mà cái lời kính chúc cho cô ha, với chú Dũng này kia đó, gia đình của cô được mạnh khỏe nè cô. Dạ, tụi con chỉ đến đây để mà chia sẻ những cái thông tin mà nó thiết thực nhất thôi, chứ tụi con không có ý gì. Thì đây là những cái lời mà chia sẻ tận đáy lòng của cô Lê Kim Huệ muốn gửi đến cộng đồng mạng để cho mọi người hơn, mọi người hiểu được là ngày hôm nay cô Lê Kim Huệ đến đây để làm gì. Em xin phép tất cả cô chú anh chị em mình được kết thúc cái video tại đây. Cầu mong cho quý ông bà, cô chú anh chị em cộng đồng mạng đó cũng xem video vui vẻ, cũng có một ngày làm việc thật là may mắn, thành công ha. Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều, cảm ơn cô nha cô. Dạ. Rồi con cảm ơn cô. Chào cô nha.